Hello, xin chào anh em. Nay mình giới thiệu cho anh em một cái máy nén khí không dầu thương hiệu của thằng Ojito ha. Về thông số cơ bản của nó thì nó xài motor 1100W, dung tích bình chứa của nó là 24 lít, tốc độ vòng quay là 2850 vòng/phút, sử dụng động cơ không dầu và tổng trọng lượng của nó sẽ là 23 kg ha. Này là mình mua hàng chính hãng luôn, mới 100% vận chuyển đường xa đó, bên trong người ta cũng đóng gói rất là kỹ lưỡng ha. Là bánh xe đi kèm, đây là phiếu bảo hành hay gì nè, 27 kg rồi. Quá khủng luôn ha. 1.5 HP thương hiệu Ojito. Bên đây nó sẽ có những cái cảnh báo rồi nè. 93 này là decibel đây nè. Cái độ ồn. Bánh xe là trước. Bánh xe là mình để hai bên. Nhưng một cái thùng này mình thấy là rất là nặng ha. Chạy cui à. Nhìn xi rất đẹp ha. Trên cái bình hơi thì người ta cũng có khắc những cái thông số hay gì nè. Dạ. Nấm này như là xả nước. Khí nó nén ở trong đây nè. Thời gian lâu là nó sẽ bị sinh ra nước á. Bấm cái nó thì xả ra. Đấy. Bánh này là ở trong bằng nhựa, ở ngoài thì nó là bằng cao su nghe nè. Mình kéo đi, chắc đi. Rồi, quá ngon luôn. Đây nó trang bị là hai cái đồng hồ. Quá đẹp luôn. Đó là những tắt mở đây. Đó, cái này là chỉnh khí ha, chỉnh lưu lượng khí. Nó có sẵn cái chỗ để anh em nghiêm cái cọng dây hơi vô đây ha. Cái này chỉ cung cấp hơi thôi. Dạ. Còn thiết bị để sử dụng thì phải tự mua. Bên đây nè cho. Đây nó có cái lỗ nè, cái boe của nó. Đây nó có cái nấm gì nè, chắc khi mà bị chạm chập hay gì chứ. Cái ở đây nó nhảy lên nè, rồi mình nhấn xuống để sử dụng. Xài điện 220 nha anh em. Thì do cái máy bơm hơi của mình á thì nó nhỏ, nó chỉ có 9 lít à. Mình xài công chuyện lớn thì không được, nên mình mua thêm cái máy lớn á để mình xài, mình bắn cát rồi đó cho nó được lâu ha. Đây. Cái này là cái sắt bụi á. Dạ, ghim vô. Dạ. Đúng ra. Ok. Rồi, okay. Rồi giờ ghim điện vô thử đi cho. Ojito 230 cho tới 240V nè ha. Đúng rồi. Ok nghe nè. Ba cháu ghim đây nè cho. Rồi xong. Quay. Kéo lên. Thôi đây. Chắc là tới 8 kg rồi. Khi mà nó lỡ giờ mà nó bị quá thôi chứ, nó bảo vệ an toàn, nó tự xì. Cái này là để xả nước 8 kg là tự ngắt. Mạnh lắm ha. 24 lít thì nó chứa nhiều hơn là cái máy cũ của mình. Rửa xe đó, mình lấy cái này ra mình xịt thôi cũng ngon nè. Đấy, 6 kg là nó chạy lại nha. Thì ở trên đây nó có chỗ trừ với dấu cộng nè, chặn qua dấu trừ vậy nè. Thì cái đồng hồ này nó sẽ giảm xuống ha. Quá hơi. Giờ nó giảm xuống hơi. Là nó quá hơi. Bên đây anh em nhìn thấy nó đang 8 kg nè, nhưng mà ở đây là nó là không ha. Và khi anh em muốn mở lại thì mình sẽ dặn vô. Đó, tăng lên nè. Muốn xài ít thì mình dặn tới 4 kg mình ngừng. Dạ. Ừ. Là nó chỉ là có 4 kg thôi ha. Điều chỉnh áp thử rồi. Dạ. Mình xài mấy ký vừa thôi. Tới 4 kg là nó tự nó ngưng à. Dạ. Đây mình có thể mình tăng lên. Maximum thì nó sẽ là 8 kg nha. Rồi. À, hiện tại giờ cái này nó đang hết nè cha. Xài tầm cỡ nửa tháng gì đó thì mình cứ coi mình thăm mình dặn ra gì đó cho cái hơi nó chảy ra có nước không.
để bảo vệ cái bình mình nó không có bị sét ha. Với lại mình sơn rồi đó. Dạ. Mình hơi nước sơn nó cũng bị hư. Dạ dạ. À. Cái loại này là nó không dầu. Bởi vậy có thể sử dụng cho y tế được nè dạ. Anh em kỹ xíu thì mình xài nó sẽ rất ngon ha. Cái máy nén khí này nè thì nó nhiều cái chức năng để anh em có thể sử dụng tùy theo anh em mua cái đầu. Giống như hiện tại bây giờ mình đang xài cái này, nó là cái đầu xịt hơi, thì mình có thể là mình xài mình vệ sinh nhà cửa, máy móc thiết bị của mình gì đó, rửa xe rồi mình xịt mấy cái nước mà nó dính lên xe đó cũng rất là ok ha. Quan trọng là mình mua cái máy này về là mình để xài cái này nè nè, kêu bằng cái thúng băng cát rồi nè, để mình vệ sinh mấy cái đồ mà bằng kim loại mà ở nhà mình nó bị gỉ sét đó, hoặc là chốc sơn rồi đó, mình có thể mình bắn mình vệ sinh ra đồ nó cũng rất ngon ha. Thì khi mà bắn cát đó thì nó sẽ xài rất là nhiều hơi luôn, bởi vậy mình phải mua cái bình hơi lớn này nè để mình xài cho nó được lâu và nó xài nó mới hiệu quả ha nè. Vài ba bữa nữa mình đem cái cửa sắt của mình ra mình vệ sinh đó, có gì mình khui cái này ra rồi mình quay clip cho anh em tham khảo chơi cho vui ha. Anh em có nhu cầu mà mua cái bộ bình hơi này nè, mình sẽ để được link dưới phần mô tả, anh em cứ nhấp vào đó để tham khảo. Em thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhấn nút đăng ký bên đây, nhấn nút cái chuông, khi nào có video mới anh em mình cùng giao lưu ha. Các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày mới nha. Bye bye.